vừa nhận một con Oppo A93. Anh em nhìn kiểu dáng với mình, Oppo A93. Máy này anh khách quen, anh sửa bên mình một cái máy khác rồi, thì anh cảm thấy ưng ý, anh gửi lên một cái máy này ở dưới quê của người thân xài. Máy này nó gặp tình huống, anh em nhìn với hình, màn hình nó bể vỡ, anh em thấy nó lem mực hết trơn. Mặt kính bên ngoài không hề bể nhưng mà bên trong nó đã loang lỗ mực như thế này. A93 sử dụng tấm nền OLED, đây gọi là cái dấu hiệu chảy mực màn hình đó anh em. Đó anh em nhìn để anh em biết thế nào, những cái thuật ngữ khi mà mình đi sửa máy nhiều khi mình nghe được ha. Đó, những cái đốm này từ những cái mảng lớn cho đến những cái đốm li ti ở trên đây, đó gọi là hiện tượng loang mực. Và hiện tại bây giờ cái vết loang đó nó đang ngày càng lớn ra, và đến một phút cuối cùng nó loang đen cái màn thì anh em không sử dụng được nữa. Đặc biệt ở đây bây giờ anh này anh nói là sao màn hình này nó hay đơ, máy nó đơ toàn bộ luôn, phải bật tắt màn hình, mở lên mở xuống mấy lần mới được. Thì hình nói với anh em luôn, vấn đề đó là do cái màn này là một cái màn hình lô, màn này không phải màn zin nha anh em. Đó, và chúng ta nhìn vào cái cách thay thế màn hình này chúng ta sẽ thấy cái nguyên nhân tại sao cái màn nó hư, và anh em cũng hiểu ra được luôn tại sao có những lúc anh em nói là cái điện thoại mà hư màn hình đi thay về là nó cứ hư lại hoài. Đó, cái gì nó cũng có lý do, cũng có nguyên nhân hết anh em. Đó, rồi anh em nhìn vào cách lắp ráp của cái màn hình này, anh em thấy ở dưới đây nè, hình sẽ bẫy cho anh em xem đó, hình dùng cái móng tay hình bẫy nhẹ lên anh em thấy không, nó hở, nó bung keo hết trơn rồi đó, nó không có ôm sát vào cái khung viền nữa. Thì đây là cái nguyên nhân làm cho biết bao nhiêu bộ màn hình hư. Khi mà anh em đi thay màn, anh em không biết về sửa chữa, thường anh em chỉ nhìn thấy nó lên màn hình là anh em thấy vui quá rồi, anh em sắp cái máy về mà anh em không biết là người ta lắp ráp cũng đẹp. Đó, anh em nhìn ở dưới đây, khi một cái màn hình nó không được dán vào khung chắc chắn như thế này, nó cứ phập phèo thế này đó, thậm chí nó hở lên một khúc như thế này thì nó rất dễ hư hỏng, do vào nước, do va đập. Nhiều khi ở một cái lực cứng nhẹ đó thì một cái màn được lắp ráp hoàn chỉnh, keo dán chặt chẽ, nó không có hư, mà cái màn này nó đã hư rồi. Thì nó hư chúng ta chỉ có thay thôi, chúng ta đâu có sửa được gì nữa. Như cái này nó chảy mực thì chúng ta chỉ có thay màn thôi. Đó, thì đó là cái lý do mà tại sao chúng ta nói là thay màn về nó hư hoài. Hết 80% trong số đó là do cái màn chúng ta lắp ráp không có chuẩn ha, và cái màn chúng ta sử dụng chất lượng nó không tốt. Rồi ở đây bây giờ hình sẽ thay lại cho anh khách này một bộ màn mới chính hãng 100%. Và khi mà mình thay bộ màn của mình, toàn bộ keo sẽ được ép chặt nó chuẩn zin từ nhà máy. Đó, anh em sẽ thấy cái độ hoàn thiện nó là cực kỳ cao ha. Anh em nào sửa chữa bên mình sẽ biết cái tầm quan tâm của mình về cái độ hoàn thiện một cái máy mình đặt yêu cầu rất là cao ha. Đó, vượt cái ngưỡng trung bình của đại đa số cửa hàng sửa chữa hiện nay. Đó, bên Thịnh đặt cái độ hoàn thiện nó lên cao rất là nhiều. Chủ yếu là sao? Chủ yếu để cho anh em có một cái máy xài bền và thật sự làm đúng như những cái gì mình hay nói, đó là phục hồi chuẩn zin. Đó, chuẩn zin là nó phải sao? Nó phải bền bỉ, nó phải tiết kiệm. Đó, và quan trọng là anh em đồng hành lâu dài với cái thiết bị sau khi sửa chữa bên mình. Rồi, cảm ơn em. Hãy đợi sau khi hình thay xong cái màn hình này, hình sẽ quay cho anh em xem nha. Rồi, bye bye.